Bạn bị đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, đau lan xuống bả vai, cánh tay, cẳng tay, bàn ngón tay, đau nhiều về đêm, trời lạnh, giơ tay, cúi, nghiêng, quay đầu càng đau. Bạn bị tê bì, châm chích, mất cảm giác nhất là ở ngón tay út, ngón thứ tư, bàn tay, cẳng tay, cánh tay, mất cảm giác ở ngón chân, bàn chân, cẳng chân, lan lên đùi mông làm mất ngủ. Đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay chủ yếu là do thiếu máu đến vai gáy, các chi nên hướng điều trị hiệu quả nhất chính là thuốc hoạt huyết tăng cường lưu thông máu. Thuốc hoạt huyết nhất nhất tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chi làm hết đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, hoạt huyết nhất nhất. Hướng dẫn khi sử dụng.